Để em hát cho mọi người nghe nhá, mọi người có kiểu khí phách bắn hơn. Yeah. Bá này tôi gửi tặng đến Đỗ Hoàng Nghiệp. Yeah. Các bạn cho tay trời nhá. Nhiều lần quay vắt trong đêm thành vắng cô đơn gần kề mây lang tan trên lối về. Bài hát này xin được gửi tặng như anh em Sad Boy. Từ nay anh mất tích rồi, lặng nhìn chiếc bóng đơn côi. Một mình anh chỉ anh thôi. Thân xác. Ui đèn đấy. Một giây rồi nhá. Đồng nghiệp. Cảm giác lên nốt cao như kiểu sắp tặng con mẹ đang cùng đến nơi rồi. Anh hốc. Sego bây giờ còn đéo còn ai rồi chim. Tôi với Hiệp chắc là với anh Hải chắc là cho vào danh sách kiểu bảo tàng động vật quý hiếm ấy. Thế mẹ à, bảo tàng gì nữa. Tháng bây giờ làm content creator của Sego tháng trăm kỳ thò nào mà thế. Thế tao xin làm content creator của Vietlot mẹ. Bố mày ra tận thịt mẹ gà Vietlot bố mua luôn. Cứ đến 6 giờ là tổ chim mẹ. Vào rồi, đi qua khói luôn rồi. Mấy thằng này mẹ đi qua khói luôn. Thằng láo vãi cả. Ôi trung tình ơi, ngoại tình đi. Trung tình không bắn xét ở đâu, không ngoại tình bắn cân á. Ôi này trung tình quá, bắn ngung chó. Nhào đây. Cô gái lên ngầm nhá. Tiếp nhá, đẹp nhá. Tất lục quá. Ô. Em mua. Anh biết em nghe com là gì không? Cô gái lên ngắm nhé. Anh trêu em bảo em là cô gái xong lên ngắm. Ông em thì nghe em thương ba quả lửa vào. Ba B. Bảy à? Con nó đẹp quá. Đẩy luôn à? Đẩy luôn à? Em bảo nó đẩy. Ba thằng chuối à, đi mẹ nó lờ vừa làm quả. Con nó đẹp quá. Lờ voi xào khế xong con mày nóng quá luôn. Làm cái gì? Bom nó bắn ra lên thiên đường luôn này. Con tên này phải là dài dài tí đi mạnh. Hai thằng B cuối thế. Đúng rồi. Thằng B cuối được thằng này nói đúng. Thằng này nói đúng, thằng này tạo nội dung ra cho tôi mà Cường. Đúng rồi, thằng cuối có tối đấy. Thằng này tạo nội dung, nhà sáng tạo nội dung cho tôi mà. Tạo nội dung ạ. Ram thằng này ram chắc chắn. Ram ở đâu? Ram nhà mình. Em hiểu. Ram thế là chó, ram thằng này một máu. Thầy bố thế xác. Đấy, cái này ram mà. Dán điệp mãi. Đấy nha, editor lần sau nhá, phải photoshop cái đoạn sát đi rồi xong bảo tôi tự đoán ram ấy để cho kiểu mấy ông xem trên YouTube có thấy hiểu. Phải anh ấy ăn não to thế nhỉ? Đấy tôi kiểu có hiểu không? anh nhảy ra nhảy bao lâu rồi? Thằng bếp nó chưa phát lát rồi. Clear. Bắt quả nữa này. Pit à? Ban công. Xuống rồi. Rồi. Chết. Một đách rồi, một đách nữa. Mù quá. Qua. Sai rồi. Đó, 1-1. Không biết ở đâu đâu. Từ, ai hỏi em quay, quay hỏi em quay. Ôi! Tao cần quay. Nhà sao tao ngồi xuống, bitch. Đi bắt nối cực ấy, bỏ boiler nhá. Đi lại boiler cái. Cứ bắt lên. Đi cực ấy. Anh nhìn đây này. Cứ bắt đi. Rồi, nhìn nó nối cơ. Rồi. Bốn thằng B, bọn nó chốt. Không, cứ bắt qua đi, bắt qua đi. Check kỹ vào, mẹ không lại ăn cứt. Rồi, từ nhá, check sai. Mấy thằng kia lên kích đồ kia. Bom lầu. Chắc là 4B rồi. Đấy, mà em lấy thông tin quá đỉnh luôn. Edit nhiều photoshop quả này nha, cho một mạng làm nội dung cái. Bao chủ tịch. Từ, Huy, anh Huy. Tao làm luôn, đi liếm em đây. Cần nội dung. Đi lên liếm lắm. Nội, để em. Đạc cái đi ra em làm nội dung mày. Đi ra. Ôi kìa. Đấy, đạc, đấy mà. Còn mạnh à mày, bếp phải. May quá có bạn làm nội dung rồi, beautiful. Một like một sub cho cả nhà nhá. Rồi, nhé. Nhớ bấm chuông để nhận thông báo nhé cả nhà. Để chạy đi, chạy đi, anh rửa pit luôn này. Pit đúng không? Rửa ra. Mini pit được. Anh kêu bom nó. Sao sai, bên trái. Bên sắt trái luôn, câu xe ra. Rồi, khó rồi. Trời ơi, sao bắt đầu bê nội dung của tôi. Vẽ đi. Mẹ giết Hải rồi. Hải vãi luôn.